Chiều ngày 6 tháng 3, tại trường trung cơ sở Mậu Khê 2, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa Thông tin đã làm lễ xuất quân cho đội bóng đá thiếu niên Nhi đồng huyện Đông Triều tham gia giải bóng đá thiếu niên Nhi đồng cấp tỉnh. Đông Triều là huyện có truyền thống phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đặc biệt là phong trào bóng đá. Đã nhiều năm, Đông Triều đạt cúp tại các mùa giải Milo, bóng đá thiếu niên Nhi đồng cấp tỉnh, Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Ninh. Thay mặt cho đội tuyển, huấn luyện viên trưởng đội bóng đá thiếu niên Nhi đồng Đinh Hoàng Hiệp khẳng định đội bóng đá thiếu niên Nhi đồng Đông Triều sẽ đồng tâm hiệp lực, đoàn kết thi đấu trung thực hết mình vì màu cờ sắc áo của bóng đá Đông Triều. Chúng ta cùng cầu chúc cho đội tuyển bóng đá thiếu niên Nhi đồng huyện Đông Triều tự tin giành cúp vô địch.